Một cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội. Lời chia sẻ của người xuyên đêm tìm kiếm liên quan đến vụ cô gái 23 tuổi mất tích ở Hà Nội. Từ trưa 17 tháng 8, đội cứu hộ công ty trách nhiệm hữu hạn cứu hộ giao thông 116 Thái Bình, tỉnh Thái Bình do ông Nhâm Quang Văn là đội trưởng đã mang theo hai chiếc cano cùng hàng chục thành viên từ Thái Bình đã đến cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức để tìm kiếm cô gái trẻ tên LHN mất liên lạc với gia đình hơn một tháng qua. Theo đó, khu vực cầu Cù Sơn là nơi phát hiện túi xách của cô gái mất tích. Nhiều ngày nay, gia đình cô gái thường xuyên có mặt tại đây cùng người dân và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có nhiều kết quả. Trong 3 ngày gần đây mưa lớn, nước dâng cao khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Khoảng 20 thành viên chính trong đội cứu hộ 16 và sự hỗ trợ của người dân sẽ tìm kiếm trong 2 ngày 17 và 18. Đội tìm kiếm dưới nước có hai cano cùng thiết bị tìm kiếm cao cấp như camera ghi hình dưới nước. Đội trên bờ sẽ tìm kiếm kỹ khu vực mép sông. Một thành viên đội cứu hộ tìm kiếm cho biết, dù có sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, nước dưới sông chảy rất xiết khiến việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn. Chia sẻ về việc tìm kiếm cô gái mất tích trên mạng xã hội, đội cứu hộ 116 cho biết: dù ngày hay đêm, đội đã làm là làm hết mình, còn thấy được hay không cũng do nhiều yếu tố. Theo chia sẻ của anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng đội cứu hộ 116, cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra trong 2 ngày, nếu không có kết quả sẽ rút lui để tìm kiếm trường hợp khác. Anh Văn chia sẻ, trước đây chúng tôi đã tìm kiếm cả trăm nạn nhân và chưa từng thất bại. Tuy nhiên đây có thể lần đầu tiên đội không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vụ việc vẫn chưa xác định được em HN còn sống hay mất, rất khó để tìm kiếm vì không xác định được cụ thể ở khu vực nào. Từng này con người, ngày hôm nay thay vì đứng xem thì mong các bạn mỗi người một cuốc, mỗi người một xẻng tìm kiếm diện rộng ven bờ giúp gia đình em Hải Dư. Rồi chúng tôi có trách nhiệm không thể sót một mét nào dưới nước sông đáy. Từng này con người nếu không tìm thấy thì gia đình cũng nên tạm dừng tìm kiếm và hy vọng em HN vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Hy vọng, anh Nhâm Quang Văn chia sẻ.